Hello anh em, hôm nay mình lại tiếp tục mang đến cho anh em một cái mã code của cái tựa game Đại Chiến Nhẫn Giả nhá. Anh em xem cái video này của mình thấy hay thì anh em nhớ là đăng ký kênh này, like và chia sẻ của mình cái video này nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đấy, vẫn là cái thói cũ của mình, đăng nhập vào game là phải gọi là triệu hồi sơ qua về cái không đủ ấy rồi, mình không đủ cái vé quay để mình quay. Tự nhiên để mình xem có đủ kim cương không, mình quay mấy lần luôn xem được có con tướng nào ngon không. À này, cái con gái bắt môn mình mở được rồi này. Đây, mình nghĩ là chưa đủ đâu, nhưng mà không ngờ là đủ nhanh đến vậy. À hình như trước mình có lần mình đã vài lần được khoảng vài chục mảnh gai bắt môn thì phải. Thế nói chung là anh em cố gắng theo dõi kênh của mình này để nhập code nhá. Sẽ có nhiều cái sự kiện ra code rất là ngon, để anh em có thể triệu hồi được rất là nhiều cái tướng VIP nhá. Thôi em nói nhiều lắm, mình sẽ vào để nhập cốt ngày hôm nay cho anh em luôn. 5D 21 DB F9 0 F. Không đủ kim cương để quay một vòng quay kia. Rồi chúng ta được 200.000 vàng này và được 100 kim cương, được 5 mảnh bao nhá, 5 mảnh bao. Và được 5 mảnh gai bắt môn này. Anh em nào chưa đủ thì cái code này thì cũng giúp anh em tích thêm khoảng 5 cái mảnh gai bắt môn nữa. Chúng ta được thêm 5 viên đá công kích cấp 1 nữa nhá. Khá là ok đấy. À, nhìn sơ qua con gai bắt môn của mình. Rất là đẹp. Con này thì mình chưa chơi, thế nhưng anh em bảo là con này phải từ level 80 đổ lên mình có thể là chơi được, đâu là dưới thì không thể nuôi được con này. Để không biết là như nào, anh em có thể là comment ý kiến của anh em khi mà chơi con này cho những anh em mà chưa chơi và chuẩn bị chơi có thể biết thêm kinh nghiệm về con này nhá. Và anh em nào còn cái code mới nữa về cái tựa game này nữa thì anh em có thể là comment phần dưới cái video để cho mình và những anh em nào mà chưa biết những cái code đấy có thể là biết thêm những cái code đấy để chơi game nó được ok hơn anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này của mình. Mình gặp lại anh em ở cái video sau nha. Bye bye anh em.